Ok, Ok, hello, chào các bạn, mình tên Lindo. hello cho các bạn nhá. Ok, chào mừng các bạn trở lại với channel Lindo Vlog, cuộc sống của châu Phi. Đấy, thì hôm nay mình với Lindo là ngày thứ sáu làm việc cùng với nhau rồi. Đúng, dạ. Ngày thứ sáu làm việc cùng với nhau. Thì nắm video vừa qua thì mình cũng đọc rất nhiều comment của tất cả mọi người. Thì thấy mọi người bảo là bổ sung thêm tiếng Việt cho Lindo mọi người. Đấy, vì tiếng Việt thì Lindo cũng biết rồi, nhưng mà cách phát âm ấy với là dấu ấy, Việt có dấu thì Liên Đô chưa biết mà ạ. Đấy, thì hôm nay là mình có in ra là một tờ bảng chữ cái của người Angola các bạn này. Gọi là tiếng Bô đúng không? Chân bộ. Đây gọi là tiếng Bô, bảng chữ cái của bảng chữ cái Bô đâu nhá. Đấy. Đấy, còn đây là bảng chữ cái của Việt Nam nha các bạn. Đấy. Việt Nam thì có 29 chữ, 29 chữ cái. Ok. Với thêm mà năm dấu nữa này, năm dấu tháng ấy nữa. Đúng. Đấy. Còn ở Liên Đô thì chỉ có bao nhiêu? 25 chữ cái nha mọi người. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ bay cho Liên Đô những từ có dấu trước các mọi người. Đấy. Vừa học phát âm nha. Này. À. Đấy. À. Này vì à này, đấy Việt luôn, Việt ra luôn, đọc. Đọc rồi Việt ra luôn này. Đấy, đọc xong này có phát âm, cách phát âm ấy này. Thấy không? Phật Này. âm không hiểu Phật âm cái Phát gì. âm là phá lá ấy. Ví dụ chữ này đọc là à nó đến đâu nói ra ấy. Còn phát âm gọi là giống là gọi là nói. Đấy. Ừ này, đấy. Bơ này. Bơ là bế. Việt Nam gọi là bơ. Anh gọi là bế. Đấy. Anh gọi là đọc này là gì? C Đấy, Việt Nam gọi là cơ. à khác nhau hình Đấy, à Việt Nam này, đây đọc là gì? D Đấy, Việt Nam gọi là giờ. Đấy, đấy chữ này anh gọi là em có đúng không? đúng đúng Đấy. có Đấy là cái chữ đầu tiên của trong cái tên của điệp ấy là đơ ấy, đấy, gọi là đơ. Đấy gọi e, gọi là gì? Ê, ê. Đấy, Việt Nam gọi là e. Chữ này trong bảng như cả Angola cũng có đúng không? Gọi là Có E. ê có Angola có. có Đấy mới có E không mà. nhưng mà cái dao này mày viết bộ anh có là có À có à. Đây gọi là gì? G Việt Nam gọi là G. G. G Đấy. Đây là Aga Việt Nam gọi là hơ. à Đấy. Y. y Việt Nam gọi là y ngắn. à Đấy. in kappa Việt Nam gọi là cơ. cơ Ừ. cơ Ừ. Đây là cái gọi là cơ cá. à Đấy. ok ok Ellie Việt Nam gọi là lơ. Đấy. Em nữa. em Việt Nam gọi là mơ. ok ô oh. Đấy, Việt Nam khá không, có thể khá không, Khác nhau khác lắm khác nhau nhiều đúng không? khác nhau nhiều lắm Đây, đây gì? N Việt Nam gọi là nơ. ok Đấy, đây gọi là gì? ok Việt Nam gọi là o. ok Đấy, anh gọi là đây, gọi đây Việt Nam đây gọi là ô này, ô. Ừ. Gọi là ơ. Ơ. ok Đấy, anh ấy ở này. Gọi gì? P Việt Nam gọi là pơ. P Đấy. Đây nữa, đây gọi gì? Anh này. K Việt Nam gọi là quơ. K Q R Việt Nam gọi là rơ. Ok S Đấy. Angola Sơ. S Ok Gọi gì? T Việt Nam gọi là tơ. Ok Đấy. U Việt Nam gọi là u. Anh gọi là tên nào? Giống nhau U Ư. Ư. Đấy. V Việt Nam gọi là vơ. V Đấy, đấy. Xì xì Gọi là Việt Nam gọi là sơ. Sơ Ừ.
Ibsen. Rồi em gọi là Izai. À, Izai. Ok. Đấy. Thế nó có thấy bằng chữ cái nó khác nhau không? Có khác không? Nhưng mà khác nhau. Nhưng mà thầy mày mày cái dao, mày cái dao ở trên đó, nhưng mà khác nhau. À, dao ở trên đây đấy. Dao ở trên đây này. Thấy chưa? Rồi. Đấy. Dao này dao gì? Dao sắt. Đấy, sắt. Dao sắt. Đây gọi dao gì? Dao hiền. Đây dao gì? Dao hội. Dao ngà. Dao nắng. Đấy. Ừ. Rồi thầy khác chưa? Đây là dao gì? Gọi là ạ. À ha. Đấy gọi là ạ. À. Gọi là ố ngựa. Ok. Ok. Ê, các bạn gặp nhau thật đấy, gặp nhau. À, lính đô đọc tiếng Việt thì cũng khá là ok rồi mọi người ạ. Nhưng mà với vai phần lính đô nó không có dấu mọi người. Đúng. Ở Việt không có dấu, vậy là anh em mình nhận tiếng Việt có dấu cho lính đô. Cái lính đô vẫn hiểu nha mọi người. Đấy, nhưng mà lính đô Việt là anh em mình là Việt chữ thì có dấu, chữ thì không. Đấy, vì ở bên này thì chữ ú ấy là sẽ không có chữ ứ. Đấy các bạn. À, á thì ở bên đến đâu có chữ á. Đấy, Việt Nam mình có á rồi còn có ơ nữa. Đấy. Thì từ giờ đấy, bên này gọi là dế. Thì Việt Nam gọi nó còn gọi là đế nữa bạn. Vì giờ với đơ nữa. Thì é rồi ế. Đúng, Việt Nam mình thêm dấu rất nhiều nên là đến đâu cũng nó khó khăn trong cái việc gọi là đọc không mọi người. Bọn em mình nhận thì vẫn hiểu. Đấy. Chữ cái Việt Nam đứng này thôi. Đó. Đấy. Lên đầu giờ kiểm tra thử lên đầu đọc quá một lần cho mọi người nha. Dạ. Yeah. Được không nói đâu, chắc okay. Lên đầu tự đọc thôi. Ok. À. 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 Ừ. Cái này có đọc cái này, ở ừ, này. Dạ yeah, dạ, yeah. ok. Đây này. À ha, ok. À cái này. Dạ yeah, dạ. Yeah. Đấy này là chữ, rồi chữ cái. Dạ. Yeah. Còn đấy là cách đọc, hiểu không? Có okay, ghi okay. Cách đọc lên đâu luôn. Đấy, nhiều như đấy này. Hiểu. Bên này này, lên đọc này, đọc B. B. E. B. C. C. D. D. E. 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 F. F. Đấy, là có luôn. Yeah. Đấy, như ở đấy cũng thế. Dạ, yeah, ok. Này. A. A. Ơ, bờ, cơ, dơ, đơ, ê, 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 gơ, hô, y ngàn. Đúng, lý đâu vẫn nhớ rồi, nó mình này bay một lượt mà lý đâu vẫn còn nhớ. K L M N O 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 P Q R sợ tớ u à chưa thấy là u v s i dài có y dài à dài y sơn y dài vì lính đâu cũng mới học này nhưng từ có vân ai vân ở vậy vân vân ế vân ứ là lính đô vẫn chưa hiểu mọi người. Đúng. Đấy nên giờ mình sẽ chỉ bay cho lính đô những cái từ gọi là đơn giản được cho những từ không mang dấu mọi người hầu như là chào các bạn ấy đó, chỉ có thêm dấu huyên chứ cạc thì có thêm dấu sắc chứ bàn thì có thêm dấu nặng đấy chứ còn như từ được đấy được rồi thì từ phải thêm một chữ ơ này thì chữ ứ đấy rồi còn thêm dấu nặng nữa thì Lino sẽ chưa hiểu được luôn đó mọi người. Đấy thì Lino giờ chỉ biết những cái từ đơn giản được đấy sau đó mình sẽ để cho Lino
bằng chữ cái này sau Lindo sẽ học ghép thêm với mọi người. Đấy, Lindo đọc comment của tất cả của mọi người thì vẫn đọc bình thường, nhắn tin với lại với mọi người bình thường. Lúc nào thì mình với anh Linh về cũng như là anh em Việt Nam về thì Lindo có thể viết sập ở phía dưới cho tất cả mọi người hiểu ấy mọi người. Lindo nói tiếng Bồ Đào Nha với người dân bản địa thì Lindo có thể phiên dịch lại vào phía dưới, gọi là viết sập phía dưới cho tất cả mọi người hiểu đấy. Còn bây giờ thì Lindo mới tiếp xúc với bảng chữ cái Việt Nam của mình ấy. Đấy, vì Lindo học là gì, học Lindo học như thế nào? Khi trước Lindo học tiếng Việt thì Lindo học kiểu như thế nào? Lindo học như thế nhỉ. Anh ơi, cái này tên là cái gì? Đấy. Anh Việt Nam nói cái này tên cái này ấy. Sao Lindo chưa biết viết các bạn? Thầy người Việt Nam viết giống Angola luôn, nhưng mà giàu khác Việt nhau, không có giàu à, Việt không có giàu. Lindo Việt hiểu nhưng Lindo Việt không có giàu mấy người. Lindo học tiếng Việt mấy năm rồi nhỉ? 5 năm á. Lindo kể là khi trên video lúc trước ấy, Lindo nói bao nhiêu năm đấy? Hình như là 5 năm vậy. 5 năm. Vì Lindo chỉ viết chữ không có dấu, đấy, có không có dấu thì viết. Các bạn, những bạn nào có Facebook Lindo ấy, nhắn tin với Lindo thì Lindo cũng trả lời bằng tiếng Việt thôi, nhưng mà không có dấu mọi người. Đúng rồi. Đấy. Vì là dấu Lindo chứ được học quá là nào cả, nên hôm nay mình chỉ cho Lindo biết thêm bảng chữ cái của Việt Nam mình đấy, có thêm ký từ nào đấy, thêm những ký từ nào để Lindo có thể nhìn vào để học thêm với mọi người đấy. Chứ vì bảng chữ cái của người dân ở đấy chỉ có 25 chữ mà không có dấu, không hề có dấu luôn. Đấy, có A B C D E F đấy, còn mình là A ở bơ cơ dơ đơ đấy, ở đây có A B C D E F đấy, thì nó không được giống như ở mình thôi đấy. Việt Nam mình này không có chữ ép, chữ dí, là thêm ế, thêm đơ, thêm ư ấy mọi người. Đấy. Giờ Lindo là phải lên trên mạng ấy, dạ. nhìn theo ấy, nhìn mọi người viết thế nào, đọc. Đấy, sau, ví dụ Lindo nhắn nhất điểm ngày mai có đi làm không, okay. Đấy, thì điểm nhắn là ngày mai có đi làm. Là Lindo nhìn vào đây này, bằng chữ cái đây này. Ok. Đấy, để sau ghép thêm cái này nữa. Đấy, okay. Sau Lindo học viết chân dân. Đấy, yeah. Rồi này. Ok, ngày mai Lindo đi làm là Lindo nhận lại có dấu cho tất cả mọi người biết luôn này. Hiểu đúng đấy. Rồi. Ừ. Cho mọi người hiểu. Cũng có dấu thật không hiểu. Thì Lindo không thể học nhanh được mọi người. Thì chỉ có học từ từ. Đấy, ngày hôm nay thì có bắt đầu là tiếp xúc với cái bảng chữ cái của Việt Nam mình trước cái đã. Sau đó Lindo sẽ bắt đầu sẽ viết chân. Thì mình cũng sẽ bắt đầu ra những cái từ đơn giản trước, nhưng mình viết không dấu sẽ cho Lindo từ học từ suy nghĩ để điền dấu vào mọi người. Mình chỉ dạy thêm Lindo dấu các dấu thánh về các từ, thêm các chữ cái của Việt Nam mình nữa thôi. Đấy, những từ cơ bản của người Bồ Đào Nha thì cũng có ở trong bảng chữ cái của Việt Nam mình. Này chỉ có thêm mấy từ ở đây nữa thôi, nên Lindo cũng khá là dễ trong việc học mọi người, vì Lindo cũng thông minh rồi mọi người. Thế không ai dạy tiếng Việt cả vẫn cứ học được. Cảm ơn cả mọi người nhá, thấy Lindo học được nhá. Mọi người sẽ luôn ủng hộ Lindo, Lindo học tiếng Việt giỏi nữa. Đúng. Đấy, các bạn ủng hộ Lindo nhiều hơn đấy. Mặc dù được cái Lindo nói dần trong tinh, mặc dù những tiếng Việt Lindo nói không rõ thì Lindo có thể đổi sang là tiếng Bồ Đào Nha nữa ấy. Đúng. Các bạn cũng thích này, là nếu Lindo có nói không rõ thì Lindo có thể nói sang tiếng Bồ Đào Nha. Sau để trước tiên là về Việt sub ở phía dưới ấy, yeah. Là mọi người đọc cùng hiểu. Okay. Còn từ nào kiểu khó quá thì Lindo về học dần. Các bạn mong Lindo học tiếng Việt giỏi ấy. Nhiều người muốn Lindo về Việt Nam nhưng mà đúng rồi, phải học nhiều. Khi mà gặp người Việt Nam phải nói cho rõ, nói cho tất cả mọi người hiểu ấy. Đúng rồi các bạn. Đấy, gọi tương lai tới Việt Nam tương lai. Đấy. Còn có chữ hóa này, có chữ yếm thương ấy nữa đấy. Cố gắng thôi. Các bạn
thấy các bạn bảo là Lindo nói tiếng Việt cũng tốt rồi, chứ cũng muốn Lindo là nói thêm từ vựng từ miền Bắc ấy. Okay. Ở Việt Nam là có ba miền. À. Lindo nói tiếng Nghệ An này, nhiều người không hiểu, muốn nói thêm một tiếng phổ thông nữa. À. Đấy. Nhiều tiếng ở Việt Nam nhiều tiếng. Tiếng phổ thông là như anh lính Philippines dạy phép đi ấy. À, được rồi. Đấy. Còn Lindo là học từ Lindo làm opera ấy. Yeah, yeah. Công trình của người Việt Nam mà người Nghệ An, yeah. Hà Tĩnh, người chúng người miền Trung các bạn. Nên Lindo nói tiếng miền Trung mà nên nhiều khi hơi khó hiểu một tí. Đấy. Lindo nói khó hiểu thì mình mà để Việt sắp ở phía dưới rồi, những cái từ nào dễ nghe thì mình để lại. Đấy. Còn những từ khó hiểu mình sẽ viết xuống phía dưới. Thì ok các bạn, thì video hôm nay xin em mình xin dừng lại tại đây. Mọi người thấy video hay và có ý nghĩa thì cho anh em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Lindo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, để ngờ mình và Lindo cũng như là anh em trong team có thêm động lực để ra nhiều video hay hơn nữa. Tất cả mọi người xem cho các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người.